Vẫn ghẻ ra bụi chuối làm gì nè anh em ơi. Đây đây, để tôi cho anh em coi. Rồi nó rồi. Rồi rồi. Rồi. Rồi nó. Làm gì anh bò? Cho vẫn gái người ta ra bụi chuối. Cái gì vậy? Đi đâu đây vậy? Hả? Thưởng hả? Thưởng cái hả? Chết luôn rồi, chết luôn rồi. Kiểu này đá đấm gì nữa? Vậy cái bằng hả? Trời ơi, cái bằng xa vậy có trái nào đâu. Rồi rồi rồi, xong rồi, người ta đá bánh đây, nó ra ngoài của chuối, nó làm gì không biết nữa trời. Cái gì Phú Lê? Bộ nó nằm cái chân gái nó ngủ thơm nó như vậy. Không chịu đi luôn. Thì đây là cái trận giống như là sinh tử của Đức nha anh em ơi. Thì cái trận này Đức Cống nó gánh quải cái chữ luôn nha anh em ơi. Đó thì đây là pha lá cự ly, lòn hán Đức Cống, lòn hán thủ môn luôn nha anh em ơi. Xong rồi ăn mừng lần thắng khá chi là đẳng cấp luôn. Đó xong rồi ai lấy cúp anh em thì đây cũng biết rồi đúng không? Đó. Rồi thì bây giờ đây là pha giống như là Đức Cống gỡ giống như là 1-1 nha anh em ơi. Rồi, xuống. Ôi trời, anh thấy chưa? Thằng Đức giống như là cái trận này là nó gánh hết sức lực của nó nha anh em ơi. Đó. Thì nói chung là cái trận này anh em là một mình Đức đá đó anh em, là anh em cũng hiểu rồi đó. Thì khúc này là chúng ta cũng Đức Cống rồi đó anh em. Thì bây giờ đây là pha đá giống như là đá penalty của team GG nha anh em ơi. Đó. Rồi bây giờ là số 2 sẽ là người sút. Xong rồi. Đúng. Rồi vô rồi nha anh em ơi. Đó, ăn mừng lần thắng, đưa cái tay lên cổ tay nha anh em ơi. Đó, giống tôi. Đó, nhưng mà không sao nha. Nếu mà thằng Đức anh em mà nó thắng trận này anh em thì nó vô nó cũng gặp tôi thôi. Mà còn GG thắng anh em thì GG vô cũng gặp tôi thôi anh em ơi. Đó. Thì đường nào cũng về đường La Mã thôi anh em ơi, đúng không? Rồi. Thì bây giờ là Đức Cống. Đất vô. Quá hay đến từ vị trí của Đức Cống luôn anh em ơi. Đó là đây là pha gánh thêm của Đức Cống nha anh em ơi. Thì tỷ số là 2-2 rồi. Thì bây giờ đây là pha đá giống là cự ly của Đức Cống luôn nè. Sút. Trời ơi trời, anh em thấy chưa? Nguyên cái chặn là luôn là thằng Đức Cống anh em, là cái là nó là người sút vô con mà anh em ơi. Còn bao nhiêu là không ai sút vô hết trơn á anh em. Đó, bây giờ số 2 sút. Xong rồi nhưng mà ổn một bên tôi. Nó hiện chứ anh em mà nó chụp quá cái chuẩn luôn anh em ơi. Ăn banh quá trời ăn banh luôn. Rồi bây giờ là pha go. Đức Cống. Ném tí nữa là vô rồi đó anh em. Đó. Rồi, thì bây giờ đây là một pha đá phạt của giống như là team GG nha anh em ơi. Đó. Rồi, thì bây giờ là giống như là số 12 sẽ là người sút nhưng mà không trúng anh em ơi, trúng vô cục dọc anh em ơi, khá chỉ là xu luôn. Rồi giờ số 24 Hồ Môn. Quá chi là hay đến từ vị trí của Hồ Môn của Đức Cống luôn anh em ơi. Rồi, thì bây giờ là số 30 nhưng mà không vô Hồ Môn bên tôi nha anh em ơi. Đó. Rồi bây giờ là rồi vô luôn anh em ơi, gỡ bên tôi vô một trái luôn anh em ơi. Không có nản rồi đó anh em, tại vì nãy giờ là nó gỡ ba điều rồi, xong rồi nó ăn thêm một trái nữa mà nó còn không vô nữa là nó hù rồi nha anh em ơi. Đó, thì cái khúc này là cũng giống như là nhém vô nữa anh em nhưng mà không có vô anh em ơi. Đó, thì nói chung là thằng Đức bị loại giống như là dòng loại nha anh em ơi. Đó, thì bây giờ là cũng hết giờ rồi, bây giờ tụi tôi sẽ đi nghỉ trưa nha. Thợ làm gì đâu chứ mày, đi bị lộn đó nè. Quá khứ Nguyên ơi, sao dẫn để quá khứ nè. Ê ê ôi ôi nãy đá thua tem đó vậy, tem đó quá non mà tem non hơn. Trời ơi trời. Có cái hàng bộn máy không? Hồi là không cho nó qua đâu nha. Chắc chưa? Chắc. Không cho nó qua luôn. Màu gì? Màu đỏ. Điện rồi hay đỏ đó. Đù mấy cái tướng này có bộ căng rồi nha. Ghé nha. Ghé nha. Ok. Rồi sao đây, rồi sao? Phải lấy cúp. Rồi sao gì? Đó. Rồi sao? Cúp đến đầu. Rồi sao? Đó. Rồi sao? Ai cúp thôi, đơn giản. Lấy cúp lại xịn rồi. Lấy cúp nha anh em. Lấy cúp nha anh em. Tôi mà không lấy cúp được chứ, từ giả sự nghiệp luôn. Rồi sao? Hồi sao chiếc? Thì anh em ơi, tôi có học võ 4 năm cha tê. Thì yên tâm đi, không nào dư được cái khung thành này nha anh em. Gì dữ vậy? Quý rồi, quý. Hồi nãy đội này đá ăn đội quý một ngón hai căng lắm nha. Rồi tính sao quý? Trận này bán kết rồi, em sẽ bung hết sức. Em chắc chắn sẽ ghi hơi nhiều để em lấy vô phá lưới. Ghi hơi nhiều luôn? Dạ. Dữ vậy? Ok, đợi trong chợ nha. Anh em hóng kết quả nha anh em. Ê đứa cậu. Trời ơi, buồn dữ vậy? Có đâu phải buồn. Rồi giờ ngồi coi hả? Thôi thì cố gắng hết sức rồi, không được thì thôi.
Thôi giờ ngồi coi đi, coi thêm cái món chiến thắng. Ok. Ồ, phúc, gán đừng để lủng lưới trái não cho nha. Uy tín không? Uy tín. Ok luôn, đó, đâu thể hiện vài màn cho anh xem này. Thì bây giờ thì tem quý ngón 1 của tôi sẽ trả hù cho tem quý ngón 2 của tôi nha anh em ơi. Đó thì cái đỏ xanh này đã giống như là cho đội giống như là quý ngón 2 đi về vòng gửi xe anh em ơi. Đó thì trận này thì tôi sẽ quyết tâm giống như là cho cái giống như là đội áo xanh GG này đi về luôn nha anh em ơi. Rồi bây giờ là Quý Anh sẽ truyền cho giống như là bé chiếc sẽ làm như thế nào đây. Rồi bây giờ là số 7. Nhưng mà không vô anh em ơi. Đó thì cái trận đấu này tôi nói thiệt cái này mà nó căng quá cái chuẩn luôn anh em. Đó. Rồi thì bây giờ là chiếc ra. Chiếc lon hán cho giống như là danh bật lại nhưng mà không được anh em ơi. Đó bé chiếc xúc đậu xanh ra ngoài không mà anh em ơi. Đó. Rồi thì bây giờ đây là pha chuyền lên của cho Quý Quang lon hán được giống như là nhưng mà không lấy banh được anh em ơi. Khá chỉ là khó luôn. Rồi bây giờ là chiếc sẽ làm như thế nào đây? Chiếc bị giống như là lấy banh rồi nha anh em ơi. Đó. Rồi bây giờ là số 25 giống như là bị gung cái gì á anh em ơi. Rồi, thì bây giờ Thanh Quý dễ một người nhưng mà bị khớp rồi nha anh em ơi. Đó, thì bây giờ là giống như là bên đội GG phản công nhưng mà cột dọc anh em ơi. Ném tí nữa là bên tôi thua một trái rồi đó anh em. Rồi, thì bây giờ là sẽ giống như là rồi bây giờ là Quý Anh nhưng mà giống như là lỗi bên từ GG nha anh em ơi. Đó thì đây là một pha giống như là đá phạt ở bên tôi nha. Đó, hy vọng là sẽ vô mở tỷ số cho anh em ơi. Thì tôi đảm bảo với anh em luôn, chỉ cần vô một trái thôi là tem bạn sẽ bị lủng giống như là nguyên một gỗ banh luôn nha. Đó, thì cái pha này Quý đặt má không cảm giác cho lắm nha anh em ơi. Rồi bây giờ là Quý Anh dễ một ngừ xong rồi chiền nhưng mà trời ơi trời, nhém tí nữa là vô rồi đó anh em. Thì trọng tài quá chi là gắt luôn nha anh em ơi. Đó, trọng tài giống như là không muốn ai nhắc giống như là về cái lỗi anh em, tại vì cho trọng tài tự bắt anh em. Còn bây giờ là Quý Anh quá hay chiến của Quý Thành luôn anh em ơi. Thì 1-0 nghiêng về tem của giống như là Quý một ngón nha anh em ơi. Đó thì anh em thấy không, thằng họ nó giống như là ăn mừng đưa hái lỗ tai lên giống như là cà khịa tem GG anh em ơi. Đó tại vì nãy tem GG này cà khịa tem 2 của tôi anh em, tại vì tem 2 tôi quá gà mà đi cà khịa anh em ơi, quá trưởng thiệt anh em. Ở nhưng mà không sao nha, thì đây là một pha giống là trả hù ngọt ngào đến từ vị trí của tem Quý ngón 1 nha anh em ơi. Đó rồi bây giờ là Quý Quang sẽ làm như thế nào đây? Quý Quang xúc đúng ai? Cũng như là phút bồ chụp khá chi là hay và giống như là thành công nha anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là nói chung là họ rồi bây giờ bé chiếc nè, bé chiếc sẽ truyền cho ai đây? Truyền cho giống như là thằng họ anh em ơi, cái thằng mà bụng mấy mấy phút bồ xúc vô luôn anh em ơi. Đó quá chi là hay luôn anh em ơi. Thì 2-0 đó đi, thấy không, nó ăn mừng nó đưa hai lỗ tai lên cà khịa tem GG đó anh em ơi, quá cái chữ thiệt cái điêu ơi. Đó thì 2-0 nghiêng về tem của Quý một ngón rồi nha anh em ơi. Rồi thì bây giờ là số 25, đó thì cái số 25 này là giống như là cà khịa giống như là đưa hai lỗ tai lên cái là cái giống như là ổ hai cái tay lên cái tay anh em. Đó thì tem tôi cũng cà khịa lại nha anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là tiếp tục là Quý Anh. Bây giờ là Quý Anh dẻo hai ngừ nhưng mà không được anh em ơi, có cố gắng nhưng mà không qua hết được anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là bên giống như là GG sẽ làm như thế nào để mà giống như là phá giống như là hủng lưới tem tôi đây. Rồi bây giờ số 25, rồi bây giờ bé chiếc không cho qua nhưng mà súng không vô nha anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là tiếp tục số 25 chuyền lên nhưng mà giống như là rồi bây giờ là hành danh chuyền cho giống như là Hành Quy khá chỉ là khó nhưng mà góc rồi nhưng mà nó vẫn xúc vô luôn. Đậu xanh cái hàng quỷ dịch này anh em, nó xúc cái kiểu gì nó cũng xúc vô được hết trơn anh em. Thì 3-0 nghiêng về tem của Quý một ngón rồi nha anh em ơi. Đó thì anh em cái pha đó ảo không ảo thì cho mình xin một like đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha, để mình có động lực ra nhiều clip hay cho anh em xem nha. Thì ngày 18/12 anh em thì tôi có lên Đồng Tháp như là đá giải siêu lớn của chị Yến anh em. Đó thì anh em giống như là cùng giống như là lợi xăng đó mà giống như là xúc vô 4-0 nghiêng về tem của Quý một ngón rồi nha anh em ơi. Đó thì anh em giống như là lợi xăng anh em lại anh em giống như là xin chụp hình của tôi nha. Thì 4-0 nghiêng về tem của Quý một ngón rồi nha anh em ơi. Đúng như lời hứa mà tôi đã nói, hôm nay tôi sẽ lấy vô phá lưới. Còn gắt nhiều trái nha anh em. Còn tôi không biết nói gì hơn.
Thì bên kia nhìn mặt đây già quá trời, không cho đá anh em ơi. 2K7 nói 2K7 mà không ai tin hết trơn. Rồi ở ngoài đúng rồi. Mày giết nó phải 10 trái được, cầm nguyên cái gỗ quanh vậy. Rồi thì bây giờ là bắt đầu hiệp 2 nha anh em ơi. Đó thì 4-0 là hiệp 1. Thì hiệp 2 này không biết sẽ như thế nào, thì anh em cùng xem nha anh em ơi. Rồi bây giờ là sút, nhưng mà giống như là football chụp được thành công rồi nha anh em ơi. Rồi thì đây là cũng là một pha sút. Rồi bây giờ là Nhật Chương chạy nhưng mà không lại cái thằng giống như là thằng số 12 anh em ơi, nó bự, nó chạy nhanh quá trời anh em ơi. Rồi thì bây giờ sút nhưng mà giống như là được hịnh bò, giống như là đỡ ra được anh em ơi. Đó thì bây giờ là tiếp tục sút nhưng mà giống như là Nhật Chương cản phá thành công rồi nha. Rồi thì bây giờ là giống như là Gia Huy dẻ không qua anh em ơi. Đó rồi bây giờ là Văn Di đến từ giống như là Bình Phước, dẻ một người hai người không có lo hai hữu ô luôn anh em ơi. Đó này thấy chưa, đó lên tầng Bình Phước lên tới trên đây đá giải là anh em cũng phải giống như là đặt nặng vấn đề đó nha anh em ơi. Đó thì Văn Di đã cố gắng hết sức để mà giống như là nâng tỷ số lên là 5-0 nha anh em ơi. Đó ăn mừng đưa hai cái tay lên lỗ tai luôn anh em ơi. Đó nó cà khịa anh em, thì năm nho rồi nha anh em ơi. Đó thì tuần trước anh em thì tôi ăn cái đội GG này anh em, cái đội lớn anh em, thì 8-0. Thì hôm nay là mới cái 5-0 thôi, thì hôm nay không biết có giống như là ăn cái tỷ số như cũ hay không, thì anh em cùng đón xem nha. Rồi thì tiếp tục là số 24, số 24 sút nhưng mà giống như là trái banh ra ngoài nha anh em ơi. Đó thì đây là một pha hẻ vàng đến từ vị trí của giống như là team GG nha. Tại vì đá năm anh em, đó bây giờ là team GG sẽ giống như là người đá năm nha anh em ơi. Đó tại vì anh em biết sao không, tại vì thua quá lố anh em, bây giờ đâu còn đường gỡ đâu anh em. Đó thì phải đá năm để mà giống như là có giống như là tỷ số hơn thôi. Rồi bây giờ là hình bò thủ môn trống, bây giờ là Gia Huy dích lên nhưng mà trời ơi trời, nhém tí nữa là vô rồi đó anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là số 25 nè. Đó bây giờ là Quy Hoàng sẽ là người làm thủ môn. Đó anh em thấy không, football nó chụp quá chi là hay luôn á anh em. Đó thì bây giờ nói chung thì GG này đá năm anh em, outlay anh em, đá hay thiệt anh em ơi, thì anh em nhìn cho kỹ này nha. Đó rồi thì bây giờ là số 22. Rồi hình bò mắc ban xong rồi sút vô, quá chi là hay đến từ vị trí của team GG luôn anh em ơi. Thì 5-1 nghiêng về team của giống như là quý một con nha anh em ơi. Đó thì bây giờ là cho đội hình chính của tôi vô sân nha anh em ơi. Đó đội hình phụ giống như là không biết xào á anh em, đó nên đá cũng hơi ấy chút xíu. Rồi bây giờ là Hành Giang sút nhưng mà không được anh em ơi, khá chi là khó luôn. Rồi bây giờ là Quy Hoàng sẽ giống như là người như thế nào đây. Rồi thì bây giờ là sẽ giống là truyền về đó để cho giống là một người giữa sẽ truyền qua hai bên anh em, là gọi là đá năm anh em. Đó rồi thì bây giờ là sút nhưng mà không được anh em ơi, do giống như là được Hành Danh đỡ được trái đó rồi. Bây giờ Quy Hoàng sút nhém tí nữa là giống như là vô rồi đó anh em. Đó tại vì đá năm anh em đâu có hủ môn đó anh em. Đó thì bây giờ là 5-1 rồi, để coi giống như là có cái tỷ số nào giống như là nâng lên hay không nha anh em ơi. Rồi trời ơi trời, cái pha này giống như là toàn anh em nó đá, nhưng mà cho tôi giải trước anh em thì nó chen người quá chi là hay đi anh em. Thì tỷ số là 5-2 nghiêng về team cổ giống như là quý bò, giống như là quý ngón nha anh em ơi. Thì khúc này cũng nhém nữa là sút vô đó anh em. Đó thì nói chung là 5-0 anh em, gỡ là đâu phải là chuyển đồ đó anh em. Thì team tôi là đang giống như là đang cố gắng nha anh em ơi. Đó tại vì đá năm mà anh em khó chịu đó anh em. Đó bây giờ là 5-2 rồi. Đó liệu con có vô được trái nào hay không thì anh em cùng đón xem nha. Đó rồi thì bây giờ là không nha anh em ơi. Đó trái này là trọng tài không để lỗi giống như là cho bên tôi nha. Rồi thì bây giờ là Hành Danh chuyền cho Quý Anh gạt qua nhưng mà bị bắt như là bắt bài nha anh em ơi. Đó bây giờ là tiếp tục là Quy Hoàng sẽ là người giống như là chia bài cho đá nha anh em ơi. Đó anh em nhìn anh em giống như là Quy Hoàng là đá cho ghiền nha anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là Quy Hoàng sẽ làm như thế nào đây, di cối nhưng mà quá trời hay đến từ vị trí của giống như là bên kia luôn anh em ơi. Hình như là tôi mới kêu lộn đó anh em ơi. Thì 5-3 nghiêng về tem của giống như là quý một ngón nha anh em ơi, tem quý ngón 5 thì tem G3 nha anh em ơi. Đó thì đá outlay anh em thì khá chỉ là hay anh em, thì gỡ lại được 3 trái luôn anh em. Rồi bây giờ là Quý Anh chuyền cho giống như là Nhãn Họ nhưng mà không được anh em ơi, khá chỉ là xu luôn anh em ơi. Đó rồi bây giờ là cố gắng để giống như là hết giờ để mà tụi tôi giành chiến thắng nha anh em ơi. Đó rồi bây giờ là Quý Anh sút nhưng mà hủ môn cản phá được quá chỉ là hay luôn anh em ơi. Đó bây giờ là hủ môn đi ra nè. Đó xong rồi sẽ bắt đầu đá năm tiếp nha anh em ơi. Đó hy vọng là giống như là sẽ không vô trái nào nữa nha anh em ơi, và tỷ số giữ nguyên là 5-3 nha. Rồi thì bây giờ là anh em nhìn cái trái này cho kỹ nha, anh em nhìn để ý Quý Anh nha anh em ơi. Thì cái trái này anh em nhìn để ý giống là Quý Anh sẽ giống là xử lý sẽ như thế nào nha. Đó rồi bây giờ là sút nhưng mà không vô nha anh em ơi. Đó thì bây giờ anh em nhìn là để ý Quý Anh nha, Quý Anh sẽ tỏ sáng trái này sẽ nâng tỷ số lên là 6-3 cho anh em coi. Đó thì bây giờ nè anh em nhìn cho kỹ này nha,
đó. Nhưng mà đó bây giờ nè, bây giờ là không được, xong rồi sẽ làm như thế nào đây? Đó bây giờ anh em nhìn cho kỹ nè, gọi số 22 quyết định là không sút nhưng mà chuyền, xong rồi sẽ giống như là chiếc sẽ chuyền lên cho Quý Thanh. Quý Thanh sút nhưng mà quá chỉ là khéo đến từ vị trí của Quý Thanh luôn em ơi, vừa sút vô là hết giờ luôn em ơi, nâng tỷ số lên là 6-3. Còn có ba gì cuối thì nó xúc vô góc chữ A luôn em ơi, ba gì tới hủ luôn em ơi. Còn trận nó nha, còn trận nó mới lụm cút nha em ơi. Chuẩn bị xứng danh cầu thủ xuất sắc. Đây em ơi, thì bây giờ tới đội của Hoàng Minh Thịnh đó, đá bên để mở vô đấu với tôi nha em ơi. Để coi coi nó có loại hay là đi tiếp nha anh em. Rồi rồi rồi. Thì bây giờ là tem giống như là Bảo Trân giống như là FC đó, cái tem này hồi sáng thu tôi ba trái nè anh em, sẽ đấu giống như là tem giống như là Trà Vinh nha, ở lúp liêu AG cái gì đó anh em ơi. Đó thì trong FIFA vậy á, bây giờ mà tem giống như là Minh Thành mà không thúc vô được trái này anh em là tem Minh Thành sẽ được hạng 3 nha. Rồi xong luôn đó, tem Trà Vinh sẽ là người đấu với tôi giống như là cái trận chung kết nha anh em ơi. Ok rồi. Chắc hạng tư luôn rồi, 34 gì nữa. Có thì chung kết rồi đó, căng lắm nha, coi đá làm sao được đá đó. Cái cúp thì nó nhất định là nó nằm trong tay của anh Quý mình rồi. Trời dữ vậy. Đá chơi vui, năm chơi sự kiện thôi. Trời ơi, đá giao hữu hay vậy. Ok. Quý hồ, cái trận này là trận sinh tử cuối cùng đó, rồi tính sao? Nãy là tôi ghi ba trái, giờ tôi sẽ ghi gấp đôi nha anh em. Gấp đôi hả? Gấp đôi luôn. Ok. Anh em chờ xem. 1, 2, 3, thì anh em thấy cái tem Trà Vinh này anh em thấy nhỏ nhỏ vậy đó, chứ thật ra là người ta đá hay lắm nha anh em ơi. Thắng tem Đức Cống giống như là 2-1, thắng tem GG giống như là 2-1 luôn nha anh em ơi. Đó anh em nghĩ đi, vô tới chung kết là anh em cũng hiểu là mạnh đến cỡ nào đúng không. Nhưng mà gặp đội tôi thì anh em nhìn cho kỹ rồi nha, ăn trên giống như là một chục trái cho anh em xem nha. Rồi thì bây giờ đây là giống như là một pha giống như là của giống như là danh chỉ móng nhưng mà sút không vô nha anh em ơi. Đó rồi bây giờ là bé chiến sẽ làm như thế nào đây. Rồi đùa quá, điêu nghệ dữ ha anh em ơi. Rồi bây giờ là Quý Thanh nè, Quý Thanh sẽ chuyền cho giống như là Thành Danh sẽ sút nhưng mà không được anh em ơi, trúng giống như là tem Trà Vinh nha anh em ơi. Rồi thì bây giờ là Thành Danh Quý Thanh trầu Quý Thanh anh em, tôi thấy không hiểu sao nữa anh em, nó sút chế banh nhẹ te mà nó sút vô hoài à, anh em ơi, tôi cũng hiểu này giống như là chế banh ma vậy đó anh em ơi. Đó nhưng mà tỷ số là 1-0, nghiêng về tem của Quý một ngón nha anh em ơi. Đó anh thấy chưa, trời ơi khéo quả trưởng luôn. Rồi bây giờ là Quý Thanh nhưng mà rồi ok anh em ơi, penalty nha anh em ơi, trong vòng cấm là penalty nha anh em ơi. Đó thì bây giờ là Minh Chiến sẽ là người sút bên nhưng mà rồi xong luôn, biết bên luôn anh em ơi. Thằng Chiến anh em nó nói là đậu xanh để em tự tin giống như khai với anh em, xong rồi nó sút hổng vô luôn anh em ơi. Rồi thì bây giờ là một pha chuyền của Quý Thanh nhưng mà không vô anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là Thành Danh sẽ làm như thế nào đây. Thành Danh quyết định là sút nhưng mà hủ môn chụp được thành công rồi nha anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là tiếp tục là Thành Danh chân trái nhưng mà không vô nha anh em ơi. Đó thì chân trái chân phải gì nó cũng sút được hết trơn anh em ơi, ảo ma thiệt. Bây giờ là Quý Thanh cu đi, ôi ơi là trời, anh em thấy gì chưa, anh em thấy cái giống như là khủng khiếp của giống như là Quý Thanh trên em đó. Từ lúc mà Quý Thanh mà vô giống như là tem tôi anh em đó, thì có hai cái kia giống như là vô phá lưới với lại hai cái cúp rồi đó anh em. Đó thì nói chung là chủ nhật tuần này thì tôi đá cái giải là cúp C1 77 cm nha anh em ơi, còn giải 18 anh em là cũng cúp 77 cm. Mà cái cúp 77 cm là ngày 18 anh em là toàn là đội mạnh là cọp beo hứa dữ không á anh em, đó là toàn hứa dữ thôi. Thì bây giờ là hình bò giống như là sẽ làm như thế nào đây. Hình bò đùa quá, hình bò nó khéo anh em ơi. Đó anh em thấy khéo chưa, xong rồi truyền cho giống như là Thành Danh sẽ làm như thế nào đây. Thành Danh xử lý xong rồi sút nhưng mà đầu rồi hình bò đứng ngay cột sẵn luôn anh em ơi, cái sút cái vô luôn anh em ơi. Đó anh em không động tác tay hãy sửa nó anh em ơi, quá trưởng thiệt chứ anh em ơi. Rồi thì bây giờ là phút bộ chụp được thành công rồi nha. Còn bây giờ là Nhật Nguyên sẽ truyền lên cho hình bò. Còn bây giờ là hình bò sút, trời ơi trời, lại tiếp tục vô anh em ơi. Đó tem Trà Vinh này chịu không nổi tem tôi rồi anh em ơi. Đó thì hộp một thì tôi ăn giống như là gần 5 trái rồi đó anh em. Đó thấy không, hình bò nó ăn nó vui, nó nhảy quá khứ đi anh em ơi. Tóm lại
Rồi thì bây giờ là Nhật Trương. Nhật Trương sẽ truyền lên cho Hỉnh Bò tiếng 2 sút, nhưng mà lên trên trời nha anh em ơi. Cái trái đó mà không trúng như là Tem Trà Vinh anh em là có cơ hội giống như là sút vô rồi đó. Rồi bây giờ là Nhật Quyên. Nhật Quyên truyền trúng tay bên GG nhưng mà trọng tài không hỏi. Rồi thì bây giờ là trời ơi chết quá hay đến từng vị trí của Trần Quý luôn anh em ơi. Đó thì nãy giờ ăn bao nhiêu trái thì anh em cũng biết rồi đó đúng không? Rồi trời ơi như đặt luôn anh em ơi. Nó đá banh nó là hay chơi bóng chuyền vậy, tôi cũng hiểu thôi anh em ơi. Thì ăn 8 trái rồi nha anh em ơi. Đó thì tôi cũng hiểu sao mà nó nhanh đến như vậy nữa anh em ơi. Quả chuẩn thiệt, cái tem này mà đụng với cái tem U17 của tôi anh em là đậu xanh lãng quạng là trời ơi vô nữa anh em ơi. Là lãng quạng cái tem mẫu của tôi hưu luôn á anh em ơi. Đó thì ăn 9 trái anh em ơi. Thì cuối cùng cũng hết giờ rồi. Thì bây giờ tôi sẽ nhưng mà là chuẩn bị mà nâng cúp thôi. Ôi rồi sao rồi? Đâu? Đúng rồi vô bài luôn. Ê, đội hình 2 của Đức có gì vậy? Có gì vậy Đức? Đức. Đội hình 2 có gì Đức? Đội hình không có nổi. Đội hình 2 có gì chứ đội 1 có rồi đó. Sao kỳ vậy Đức? Ơi. Đội hình 2 có gì? Cái nịt. Cái gì kỳ vậy ông? Vậy đội 8 đội đúng không? Mình dễ 6 chơi. Rồi thì bây giờ thì tôi được đóng huy chương với lại là thủ môn xuất sắc là Phúc Bồ. Rồi chơi địch là của tôi. Ủa của anh em? Ôi là tôi anh em. Vừa có lưới đâu rồi? Vừa có lưới đâu rồi? Ai ai đâu? Vậy là không có cái cầu thủ xuất sắc hả? Mày mid bên rồi. Rồi từ đây về sao rồi? Mid bên rồi. Có rồi. Cái gì vậy em? Cái mùi này em mùi vô địch nè. Bình vượt ha. Ok, thủ môn xịn nha anh em. Phúc Bồ. Nè. Happy birthday. Chúng ta hát bài sinh nhật đi. Happy birthday to you. Anh em ơi, hổng dài toàn vô địch không anh em ơi. Thì nếu mới dễ sao vô địch thì không thì anh em cũng thống thêm nha. Thì nhớ cho mình xin một like nha anh em ơi. Yên nữa à. Yên tâm có đừng là... có miệng. Miệng thôi giống vậy. Ok anh em lấy cái cúp về tranh quý anh em. Để trước rồi tôi vượt qua rồi nha. Rồi hổng bây giờ chú mất cái cúp này anh em ơi. Lấy lại anh em ơi. Nhưng mà miết bè. Thiếu anh miết nè chứ bè. Cái mùi này là cái mùi vô địch nè. Nó thơm, nó thơm.